Dạ vâng, em lại xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Chu Du Audio qua địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Số điện thoại là 0378 030 730. Tiếp tục video ngày hôm nay, em lại vừa về được một lô mic bãi xịn của China các bác nhé. Lô này lô em tháo phòng ở bên China các bác nhé. Có 18 bộ cơ, thế nhưng mà em bán cho thợ gần như là hết rồi. Thì em bán cho anh em thợ gần như là hết rồi. Hiện tại em để lại 6 bộ, em đã chọn lọc ra 6 bộ đẹp, xuất sắc các bác nhé. Đã dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Mặt phanh nhôm các bác nhé. Lô này thì họ không kể tên. Lô này thì các bác nhìn sẽ giống những dòng mic Tozia các bác nhé. Những dòng mic Tozia hay là những dòng mic TIT thì nó đều có thiết kế giống như này và vỉ mạch giống như này. Và tay của nó thì đây các bác nhé. Lô này thì lô mic bãi tự ngắt các bác nhé. Lô mic bãi tự ngắt các bác nhé. Đấy. Hàng này là hàng có tự ngắt các bác nhé, hàng bãi xịn có tự ngắt. Đấy. Thì chân tay đã được bọn em vệ sinh sạch sẽ, sơn phủ bóng chống xước rất là đẹp rồi các bác nhé. Đấy, rất là đẹp, màu rất là đẹp luôn các bác nhé. Tất cả thì đều đã được dọn dẹp vệ sinh rất là đẹp, đẹp như mới luôn. Và dòng này thì tiếng cực kỳ là hay luôn. Đấy, các bác nhìn bo mạch của đây đấy. Đấy. Con này thì sử dụng vì hộp sóng kép các bác nhé. Nên là cả cái khu vực sóng của nó đi và có hai hộp sóng này, mỗi một bên đều có hai hộp sóng này. Đấy, khu vực sóng của nó thì linh kiện rất là tốt và cái khu vực tiếng của nó các bác sử dụng, các bác nhìn đây, sử dụng toàn bộ nội tụ nhôm và sử dụng một con IC xử lý tiếng các bác nhá. Đời của nó là sản xuất 2017 và tem bảo hành của nó thì lúc bọn em giữ phòng là tem bảo hành đến tháng 6 2018 các bác nhá. Đấy. Sản phẩm nó bảo hành đến tháng 6 2018 hết bảo hành các bác nhá. Đấy, thì có nghĩa là đời rất là cao. Đời mic rất là cao các bác nhá, đời 2017 2018 các bác biết rồi, rất là cao. Đấy, các bác nhìn đây, bên vỉ này thì không có một hạt bụi nào luôn các bác. Trong bên trong rất là sạch sẽ luôn. Sử dụng toàn bộ tụ nhôm còn sáng bóng. Đấy. Chân các bác nhìn những cái chân ga lông của nó, những cái chân tiếp xúc của nó toàn bằng đồng, rất là xịn sò luôn các bác nhá. Đấy. Rất là xịn sò luôn, từ những cái tất cả tụ nhôm 100% các bác nhá. Và con này cho ra chất âm rất là hay và sóng rất là ổn định các bác nhá, sóng rất là ổn định luôn các bác nhá. Các bác có thể làm đám cưới, làm những show nhỏ, làm kẹo kéo rất là ok các bác nhá. Đấy. Và đây là tay mic của nó. Đấy. Thì hôm nay em chỉ có 6 bộ thôi, em lên sóng nhanh cho các bác. Đấy. Giá hôm nay em bán giá cực đẹp, cực là sốc luôn các bác nhá. Vì lô này không có nhiều, em bán giao cho anh em thợ gần hết rồi. Còn có 6 bộ, em bán lẻ cho các bác giá rất là hữu nghị luôn ạ. Đấy. Dòng mic có tự ngắt hôm nay em chỉ bán cho các bác giá bao nhiêu ạ? Giá chỉ có 1.550.000 các bác nhá. 1.550.000 ạ. 1.550.000 ạ, bao ship mà. Bao đầy đủ phụ kiện chống lăn 6 ly, dâu nguồn. Đấy các bác nhá, dâu anten và nguồn. Đấy. Thế còn bác nào mà có nhu cầu mua pin sạc thì bên em sẽ bán kèm theo là 250.000 một bộ pin sạc các bác nhá. Nếu các bác mà mua pin, các bác mà không mua mic bên em, các bác mua pin thì là 270.000 bao ship. Đấy. Còn các bác mua kèm này, các bác bớt được tiền ship là 250.000 một bộ pin sạc. Pin sạc bên em là pin sạc 3200. Pin sạc 3200. Pin sạc 3200 và sạc double pill. Pin sạc đều của bác double pill. Sạc tự ngắt các bác nhá. Đấy, pin 3200 là một hộp này 4 quả các bác nhá. Tất cả là hàng còn nguyên tem nữa các bác nhá. Đấy, tem QC. Tháng 9 là sản xuất tháng 9 2021 đây. Đấy, sạc đây. Đấy, các bác nhá. Sạc này là sạc 4 cổng tự ngắt các bác nhá, báo pin giống như sạc điện thoại luôn. Đấy. Thì là một bộ này các bác mua, bác nào mà mua mic ở chỗ khác hoặc là em bán là 270.000 một bộ pin sạc này. Còn nếu mà các bác mua mic của bên em mà gửi kèm theo luôn thì là 250.000 luôn các bác nhá. Đấy, rất là ok. Đấy. Quay trở lại vấn đề chính là hôm nay em có 6 bộ mic này và tất cả đã được test ngon lành cành đào hết rồi các bác nhá. Sóng sánh ổn định và chất âm hay. Tự ngắt đầy đủ các bác nhá. Đấy, dòng này thì có tự ngắt. Tiếng của nó thì cực chắc và dày và khỏe luôn các bác nhá. Các bác làm sự kiện lắp phòng hát hay là gia đình đều rất là ok. Đấy, tất cả là mặt phanh nhôm. Và đây em đã lắp thử cho các bác một cái tai bắt tủ máy vào đây rồi. Thì trông nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, khi các bác để lên bộ dàn nó rất là cân. Đấy, dòng này thì họ đã để sẵn những cái con ốc chờ ở đây rồi. Đấy, thì em sẽ bắt sẵn hết cho các bác vào tay bắt tủ máy vào đây. Đấy, trông lên bộ dàn rất là đẹp. Các bác có thể làm kẹo kéo đều rất là ok. Làm đám cưới làm kẹo kéo rất là ok các bác nhá. Đấy. Thì ở đây em có bóc mấy cái tem cái ly lông mặt ra rồi. Thì các bác nhìn khi mà bóc ly lông ra nhìn nó rất là nét nha các bác nhá. Rất là sáng, rất là đẹp. Ở đây là có những cái, ở đây họ vẫn còn dán những cái ly lông nhá. Ly lông này là ly lông màu nó hơi đục đục. Đấy. Màu nó hơi đục đục cho nên các bác nhìn nó sẽ tối hơn. Đấy, đây này em đã bóc thử mấy cái ra. Đấy, màn hình của nó rất là trong, rất là sáng, sắc nét đây. Các bác nhìn đấy, màn hình rất là sắc nét luôn ạ. Đấy. Và em chỉ có 6 bộ thôi. Hôm nay em bán giá chỉ có 1.550.000 bao ship tặng đầy đủ phụ kiện cho các bác nhá. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại 0378 030 730. Các bác đi qua thì nhớ cho em xin một nút like nhá. Các bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ ấn nút đăng ký kênh và ấn nút bấm chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên em các bác nhá. Đấy. Và không để các bác chờ lâu, em sẽ test thử. Đây em có bật sẵn một tai mic rồi. Em lay lên để cho nó mic nào hoạt động. Đấy, đây.
đây tay mic này các bác nhé. Đấy, các bác khi các bác để cầm lên thì hoạt động bình thường, còn khi mà các bác để xuống khoảng 3-5 giây nó sẽ ngắt tiếng các bác nhé. Đấy, dòng mic này là dòng mic có từ ngắt đấy. Đấy, khi các bác để khoảng 3-5 giây thì trên này nó sẽ hiện chữ mute, còn khi các bác cầm lên thì nó sẽ mất chữ mute, các bác thấy không ạ? Đấy. À, mic có tự ngắt đầy đủ các bác nhé, mà giá thì lại rất đẹp, giá chỉ bằng một bộ mic cỏ các bác mua trên thị trường không có tự ngắt thôi. Đấy, các bác mua những chỗ khác thì có thể một bộ 1.4-1.5 triệu các bác mua không có tự ngắt các bác nhé. Nhưng hôm nay các bác mua bên em thì 1.550.000 các bác có bộ mic có tự ngắt nhá, và bao hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm và lẫy pin không gãy các bác nhé, lẫy pin còn nguyên bản hết các bác nhé. Lẫy pin nó còn rất là đẹp luôn ạ, rất là sáng đẹp luôn ạ, vỉ bên trong của nó còn rất là sáng đẹp luôn ạ. Đây các bác thấy không, vì bên trong của nó bọn em đã lau chùi sạch sẽ đi còn rất là sáng đẹp luôn ạ. Đấy, các bác thấy không? Rất là sáng đẹp luôn ạ. Không bị gãy một cái lẫy pin nào luôn các bác nhá. Đấy. Thì giá chỉ có 1.550.000 thôi và rất là đẹp rồi. À, không còn có cái gì để chê nữa cả. Đấy, thì bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp nhé. Em alo thử tiếng mic cho các bác nghe thử ạ. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nè. Buồn làm chi em ơi. Lá xanh rồi cũng phai màu. Giải của nó quá đẹp luôn, chất âm quá hay luôn ạ. Đấy, thì bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp số điện thoại của em nhé. Đấy, em chỉ có 6 bộ duy nhất thôi ạ. Các bác nhanh tay không thì là sẽ hết hàng các bác nhé. 1.550.000 à, các bác được một bộ mic rất là đẹp này, mặt phanh nhôm và em sẽ lắp đầy đủ phụ kiện như thế này các bác nhé. Tai bắt tủ máy và rắc 6 ly dâu nguồn đăng tem đầy đủ các bác nhé. Rồi, video em cũng xin kết thúc tại đây. À, các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của em. Và các bác nhớ cho em xin một nút like. À, các bác lướt qua nhớ cho em xin một nút like, và các bác chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên em các bác nhé. À, bên em là kênh chuyên mic vang số đẩy bãi loa bãi. À, các bác nào có nhu cầu về loa thì em đang có dòng loa tép neo tép thường, loa full 25, súp hơi 50, loa EDS em chuyên để tép mic đây là loa tép neo các bác nhé. À, giá em đang bán là 8.800.000 các bác nhé. À, loa này thì giải tần của nó, đáp tuyến của nó thì quá xịn rồi. À, con này thì khẳng định là B3 DK là không có cửa luôn. Em khẳng định giải bát tép của nó để đánh quá hay luôn. Một đôi này thì không cần súp, các bác chơi ra vào phòng khoảng 35m2 quá ok luôn. Mà giá chỉ có 8.800.000 thôi các bác nhá. Đấy. Giải của nó xuống tận 40Hz thì các bác biết rồi, thì khỏi cần súp luôn ạ. Rồi, ok. Em xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.